Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Quản lý bền vững nguồn nước Mekong, Lan Thương là ưu tiên hàng đầu. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong, Lan Thương MLC lần thứ 9 diễn ra ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại Chiang Mai, Thái Lan. Hội nghị có sự tham dự của các nước thành viên gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các nước đánh giá hợp tác Mekong, Lan Thương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng khu vực Mekong hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Các nước hoan nghênh Thái Lan và Trung Quốc với vai trò đồng chủ tịch cơ chế hợp tác Mekong, Lan Thương đã thúc đẩy tổ chức hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 9 nhằm đánh giá việc triển khai những định hướng được các nhà lãnh đạo 6 nước thông qua tại hội nghị cấp cao Mekong, Lan Thương tháng 12 năm 2023, đồng thời thúc đẩy triển khai kế hoạch hành động Mekong, Lan Thương giai đoạn 2023-2027. Các nước hoan nghênh kết quả ấn tượng của hợp tác Mekong, Lan Thương với gần 100 dự án do Quỹ đặc biệt Mekong, Lan Thương tài trợ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, địa phương và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp, du lịch, quản lý nguồn nước, môi trường, phát triển xanh, y tế, xóa đói giảm nghèo, trao quyền cho phụ nữ. Với chủ đề hướng tới tương lai an toàn và bền vững hơn cho khu vực Mekong, Lan Thương, các nước thành viên đề xuất nhiều ý tưởng mới nhằm nắm bắt các cơ hội mở ra từ những xu hướng phát triển mới về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các tiến bộ khoa học, công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển. Các nước nhất trí đẩy mạnh kết nối thông qua phát triển hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, hàng không, đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định, thúc đẩy nông nghiệp thông minh và bền vững, tăng cường khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, giảm ô nhiễm không khí và phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Đặc biệt, quản lý bền vững nguồn nước tiếp tục là nội dung được ưu tiên hàng đầu tại hội nghị. Các nước khẳng định nỗ lực triển khai hiệu quả kế hoạch hành động hợp tác tài nguyên nước Mekong, Lan Thương giai đoạn 2023-2027 và ủng hộ Việt Nam tổ chức hội nghị Bộ trưởng hợp tác nguồn nước Mekong, Lan Thương lần thứ hai trong năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định sự coi trọng và đóng góp hiệu quả của Việt Nam đối với hợp tác Mekong, Lan Thương. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh năm kết quả và đóng góp nổi bật của hợp tác Mekong, Lan Thương trong thời gian qua, đó là cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn, hợp tác hiệu quả và thực chất hơn, lĩnh vực hợp tác mở rộng hơn, sự tham gia sâu rộng hơn của các thành phần xã hội và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân. Để thực hiện hóa tầm nhìn phát triển đã được các nhà lãnh đạo Mekong, Lan Thương thông qua, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã đưa ra một số đề xuất quan trọng. Thứ nhất, một khu vực Mekong, Lan Thương hiện đại và phát triển phải dựa trên cơ sở đảm bảo thương mại, đầu tư và kết nối thông suốt giữa các nước thành viên. Việt Nam đề xuất Mekong, Lan Thương hợp tác mở rộng thị trường, củng cố chuỗi cung ứng bền vững, kết nối hạ tầng giao thông. Mekong, Lan Thương cần ưu tiên nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua triển khai hiệu quả hành lang đổi mới sáng tạo Mekong, Lan Thương. Thứ hai, để xây dựng một khu vực Mekong, Lan Thương xanh, bền vững và bao trùm, các nước Mekong, Lan Thương cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu. Việt Nam ủng hộ sáng kiến về đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Mekong, Lan Thương về nguồn nước và đề xuất các nước tăng cường hợp tác trong quản lý lũ lụt và hạn hán, chia sẻ dữ liệu thủy văn, tiến hành các nghiên cứu chung, đồng thời xem xét tổ chức Ngày nước Mekong, Lan Thương nhằm nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng và bảo vệ bền vững nguồn nước sông Mekong, Lan Thương. Thứ ba, hợp tác Mekong, Lan Thương cần tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, sự gắn bó sâu sắc giữa nhân dân sáu nước, đồng thời tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm. Đây cần là nền tảng cho sự phát triển của Mekong, Lan Thương giai đoạn tiếp theo. Theo đó, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế hợp tác Mekong, Lan Thương vào năm 2025, Việt Nam đề xuất tăng cường và đa dạng hóa hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, kết nối địa phương, doanh nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng hợp tác mới từ thế hệ trẻ của sáu nước. Các đề xuất và đóng góp của Việt Nam đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao và đưa vào các văn kiện về định hướng hợp tác Mekong, Lan Thương trong thời gian tới. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong, Lan Thương lần thứ 9 đã ra thông cáo báo chí chung và thông qua 3 sáng kiến mới về tăng cường hợp tác quản lý tài nguyên nước, xây dựng môi trường không khí sạch và phòng chống tội phạm xuyên biên giới.
các nước nhất trí Hội nghị Bộ trưởng Mekong Lan Thương lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2025. Việt Nam lên tiếng trước việc Campuchia khởi công kênh đào Funan Teko. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 8 tháng 8, phóng viên nêu câu hỏi về phản ứng của Việt Nam đối với việc Campuchia xây dựng kênh đào Funan Teko. Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, sông Mekong là tài sản vô giá, là điểm kết nối tinh thần đoàn kết hữu nghị, đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia. Người phát ngôn nêu rõ, Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác quản lý phát triển hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích của cộng đồng người dân trên khu vực sông, cũng như vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia trên lưu vực sông. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, cũng như tôn trọng việc Campuchia xây dựng, triển khai dự án kênh đào Funan Teko. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu đánh giá tổng thể toàn diện về những tác động của dự án và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và phu nhân Pit Chanmoni đã thực hiện nghi thức ấn nút khởi công dự án xây dựng kênh đào Funan Teko. Lễ khởi công được tổ chức tại thôn Prek Takeo, xã Samrong Thom, huyện Kean Savay, tỉnh Kandan, cách trung tâm thủ đô Phnom Penh khoảng 35 km, cũng là điểm khởi đầu cho kênh đào Funan Teko tương lai. Kênh đào Funan Teko là dự án vận tải đường thủy nối từ sông ra biển, có tổng chiều dài 180 km, trải dài qua địa phận 4 tỉnh Kandan, Takeo, Kampot và Kép của Campuchia. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ USD từ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, được thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao BOT, dự kiến hoàn thành sau 48 tháng thi công. Việt Nam lên tiếng trước phát biểu của phía Campuchia về Funan Teko. Ngày 5 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Teko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình. Mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funan Teko, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995. Phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông. Quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau, người phát ngôn nói. Dự án xây dựng kênh Funan Teko, kênh đào Funan được đưa ra tại phiên họp Quốc hội Campuchia lần thứ 6 vào ngày 19 tháng 5 năm 2023. Ngày 7 tháng 6 năm 2023, chính phủ Campuchia ra quyết định thành lập Ủy ban Liên bộ để triển khai dự án này. Kênh đào Funan Teko là dự án được cả nước Campuchia quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Dự án trị giá 1,7 tỷ USD này dự kiến khởi công xây dựng vào cuối năm 2024. Dự án kênh đào Funan Teko nối sông với đường biển đi qua các tỉnh Kandu, Takeo, Kampot và Kép với chiều dài 180 km. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.